Ngày 27 tháng 2 năm 2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 năm 2023, khởi nguồn và động lực phát triển. Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến đến 63 tỉnh thành toàn quốc. Chủ trì hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Tại điểm cầu Bến Tre, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tham dự. Hội thảo khoa học diễn ra với phiên chuyên đề và thảo luận tập trung hai nội dung chính: giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam, văn hóa con người Việt Nam, nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tài liệu hội thảo tập hợp một báo cáo trung tâm và 173 tham luận của các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, những người làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước. Thông qua đó, cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua. Các tham luận cũng làm rõ những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh chắp bút soạn thảo đã được Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua vào tháng 2 năm 1943, ra đời trong bối cảnh của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đề cương là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận: chính trị, kinh tế, văn hóa.